Ngày hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của hai em, để chính thức nên vợ, nên chồng. Và kính thưa tất cả quý vị, các bạn trẻ được thật gần với sân khấu tình yêu của chúng tôi. Trong niềm vui, trong niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ là niềm vui của hai gia đình ngày hôm nay được kết xưa gia cùng nhau. Và cho phép Quỳnh Anh xin được trân trọng kính mời đại diện cho họ nhà trai, đại diện cho họ nhà gái cùng tiến về với sân khấu, chính thức đón nhận hai con là dâu hiền trẻ thảo của gia đình và cũng đồng thời cho mắt toàn thể quý vị. Với kính thưa tất cả quý vị, hai gia đình cũng nên từ từ tiến lên với sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay. Mặc dù sức khỏe của ông chủ hôn Nguyễn Quyết Chiến không được khỏe cho lắm, nhưng hôm nay là ngày vui của hai con, cũng cố gắng hết sức mình tiến về với sân khấu để chính thức đón nhận hai con trở thành những thành viên mới trong gia đình hai bên. Kính thưa toàn thể quý vị khách quý, cho phép Quỳnh Anh xin được trân trọng kính giới thiệu, đứng bên cạnh của chú rể Tuấn Anh chính là sự hiện diện của ông bà chủ hôn Nguyễn Quyết Chiến và Lê Thị Hằng, là bố mẹ của chú rể. Ngày hôm nay kết xuân gia cùng với ông bà Đào Đức Hưng và Nguyễn Thị Bình, là bố mẹ của cô dâu Tuyết Nhung. Hôm nay ngày 8 tháng 5 2022, nhằm ngày 8 tháng 4 năm Nhâm Dần, hai gia đình đã có mặt trên sân khấu để tác hợp cho hạnh phúc của Tuấn Anh và Tuyết Nhung. Cho phép Quỳnh Anh xin được công bố lễ tân hôn của đôi bạn trẻ xin được chính thức bắt đầu. Cùng với tất cả quý vị, khi mà tất cả quý vị nhận được cánh thiệp hồng, nhận được lời mời của gia đình, đã không quản ngại đường xá xa xôi về đây chung vui chúc mừng cho hạnh phúc của hai em, cho ngày vui trọng đại của gia đình. Trước tấm thành tình của toàn thể quý vị, cho phép Quỳnh Anh xin được trân trọng kính mời ông của chú rể, xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Phước Thuận sẽ cùng tiến về với sân khấu, có đôi lời phát biểu và cũng là những lời cảm ơn gửi đến tất cả quý vị khách quý, con viên ai họ bốn bên hôm nay về chung vui chúc mừng cho hạnh phúc của con cháu mình. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính chào quý khách quan họ Chu Quân. Vâng, trước là chúc sức khỏe cho quý vị quan khách gần xa và hôm nay đã bỏ một chút thời gian quý báu đến đây chung vui và chúc phúc cho hai cháu chúng tôi thành vợ thành chồng. Chúng tôi không có gì hơn, chúng tôi xin chân thành cảm ơn trong sự nhiệt tình của quý khách. Tôi xin hết lời. Ta xin được cảm ơn những lời phát biểu và cũng là những lời tri ân mà ông của chú rể đã gửi đến tất cả quý vị. Như là cảm ơn sâu sắc nhất và không quên chúc quý vị sẽ có một bữa tiệc trưa thật ngon miệng với những món ăn đến từ dịch vụ Thanh Viên. Thưa với tất cả quý vị, với những người làm cha làm mẹ,
cái điều họ hạnh phúc nhất đó chính là được nhìn thấy các con khôn lớn trưởng thành, chắp cánh cho ước mơ của các con được bay cao bay xa, và tác hợp cho hạnh phúc của hai con khi hai con đã có người tâm đầu ý hợp. Hôm nay gia đình vui sướng khi đón nhận thêm được những thành viên mới. Và lúc này đây là cái giây phút mà Tuấn Anh và Tuyết Nhung xin được dâng lên những ly rượu hiếu thảo gửi đến với cha mẹ hai bên. Xin được mời hai em. Cùng đón nhận những ly rượu hiếu thảo của hai con. Hãy luôn bảo ban chúng con để trở thành dâu hiền rể thảo của gia đình. Con cầu chúc ba, cầu chúc mẹ luôn luôn bình an và hạnh phúc. Tiếp tục mời đến. Bây giờ tôi xin được mời đại diện hai gia đình chúng ta hãy cùng cắt chạm ly nhau để kết chặt tình xưa gia kể từ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, ly của quý vị đâu ạ? Hãy cùng nâng lên nha, để cùng vui với ngày vui của gia đình ngày hôm nay. Và hãy ôm với kịp trang bằng to đi ạ. 1, 2, 3. Chúc mừng, chúc cho tình xưa gia của gia đình được gắn kết mãi mãi. Và cũng xin được cảm ơn đại diện của hai gia đình đã có mặt trên sân khấu để tác hợp cho hạnh phúc của Tuấn Anh và Tuyết Nhung. Và xin được mời đại diện hai gia đình chúng ta cùng rời gót để trở về với bàn tiệc. Danh dự xin được trân trọng kính mời. Thưa tất cả quý vị, và tiếp nữa trên sân khấu của chúng tôi lúc này đây là những ly tức đẹp nhất để dành tặng cho tình yêu của Tuấn Anh và Tuyết Nhung. Xin mời em cùng tiến về với tháp rượu hồng tình yêu mà những người thực hiện chương trình dịch vụ ẩm thực tiệc cưới thành viên dành tặng cho hai em như một món quà để chúc mừng hạnh phúc. Nên điều tuyệt diệu nhất, cái khoảnh khắc mà chúng ta gặp nhau, cái khoảnh khắc mà chúng ta nói lời yêu nhau, cái khoảnh khắc mà chúng ta trao nhau nụ hôn đầu. Và cái khoảnh khắc đẹp nhất ngày hôm nay là cái khoảnh khắc mà chúng ta chính thức nên vợ nên chồng, chính thức ra mắt chào hỏi quan viên hai họ để nhận những lời chúc phúc đẹp nhất đến từ tất cả quý vị các quý, đến từ anh chị em bạn bè gần xa. Nghi thức không thể thiếu trên sân khấu lúc này đây. Mừng cho tình yêu thăng hoa của hai em. Xin mời em cùng tiến về với tháp ánh hồng tình yêu. Hãy hướng về với trung tâm sân khấu của chúng tôi để cùng chứng kiến cái giây phút mà Tuấn Anh và Tuyết Nhung giao vui ly rượu hồng tình yêu. Xin được mời hai em.
Thay lời trước những người thực hiện chương trình, dịch vụ ẩm thực tướng Thanh Viên đến từ 40/6 Phạm Ngũ Lão, xin được chúc quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc trưa thật ngon miệng, và xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng tham gia với không gian âm nhạc buổi trưa ngày hôm nay. Âm nhạc là một món ăn không thể thiếu trong những bữa tiệc như thế này, là những lời chúc đẹp nhất mà quý vị dành tặng cho cái buổi lễ tân hôn của hai em. Tôi xin được chào đón với những lời ca tiếng hát của tất cả quý vị trên sân khấu của chúng tôi. Và cho phép Việt Trang xin được mở đầu không gian nhạc buổi trưa ngày hôm nay với ca khúc đầu tiên của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Mời quý vị đồng hành với Việt Trang qua ca khúc Cho Đời Chúc Ơn.